Tử vi tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, năm 2021, Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Thìn khi bắt tay vào công việc thường rất hăng say, cháy bỏng với niềm đam mê của mình, sẵn sàng thể hiện bản thân ở bất kỳ đâu. Bởi tuổi Canh Thìn có rất nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời, tuy nhiên họ lại thiếu đi sự kiên trì, cẩn thận. Tính cách này khiến mọi người cho rằng nhiều lúc tuổi Thìn quá phô trương, tự tin. Không ít những lần tuổi Thìn phải đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thậm chí là thất bại. Lý do là vì những người này quá hấp tấp, không suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi quyết định. Nếu muốn thành công, tuổi Thìn cần phải có sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Khi bắt đầu công việc, tuổi Thìn rất hào hứng với những sáng kiến, kế hoạch mà mình vạch ra. Tuy nhiên, không lâu sau, khi kế hoạch gặp phải chút khó khăn, trục trặc, thì người này lại tỏ ra chán nản, buông xuôi và quyết định thay đổi chiến thuật của mình. Chính vì tính cách cả thèm chóng chán, quá hấp tấp và không biết tính toán như vậy mà tuổi Canh Thìn trong năm 2021, con giáp không có gì phát triển so với các con giáp khác. Cộng thêm trong năm Phạ Vải và Thái Tuế khiến cuộc sống trong năm 2021 của con giáp này càng khó khăn. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Canh Thìn sẽ xảy ra những điều gì? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Canh Thìn thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Năm 2021 là Tân Sửu, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 tương phá với Thái Tuế, mà Thái Tuế là sao kiếp tài, tuổi Thìn là sao thương quan, tạo nên vận khí khó hòa hợp. Tổng quan năm 2021 của tuổi Thìn sẽ khá trắc trở. Trong sự nghiệp bị kẻ tiểu nhân quấy nhiễu khiến cho mối quan hệ với đối tác làm ăn hoặc anh em bạn bè bị chia cắt, gián tiếp ảnh hưởng xấu tới tài vận. Đồng thời, tuổi Canh Thìn sẽ phạm họa thị phi, không biết cách ăn nói mà gây ra mâu thuẫn, vì miệng mà khổ thân. Mặt học tập có lợi, bản mệnh có thể chuyên chú vào việc trau dồi kỹ năng để nâng cao bản thân. Bước sang năm mới, nam mệnh Canh Thìn 21 tuổi, bị quán tác hung tinh, tạo áp lực, vận thế sẽ gặp nhiều điều không thuận lợi. Quan trọng là con giáp có thể giữ được bình tĩnh, kiên gan, bền trí đấu tranh thì sẽ vượt qua tất cả. Tuổi Canh Thìn đang phụ thuộc vào gia đình, không nên vì cá nhân mà xin xỏ nhiều tiền của cha mẹ. Tốt nhất nên biết tiết kiệm. Đồng thời, chú trọng chăm sóc sức khỏe thật tốt, nếu không bạn có thể gặp hậu quả nghiêm trọng. Còn về nữ mệnh bước sang tuổi 21 đang ở thời kỳ phơi phới thanh xuân. Nhưng vì phạm phá Thái Tuế nên nhìn chung vận mệnh sẽ có những biến đổi nhất định. Vận sự nghiệp và tiền bạc tương đối bình thường, không gặp nhiều bất lợi. Nữ mệnh Canh Thìn tuổi này vừa mới chập chững bước vào đời nên nếu có gặp khó khăn, xui xẻo cũng là chuyện bình thường. Tài vận thì sẽ tùy theo sự nghiệp mà lên hay xuống. Nhưng chuyện tình cảm và sức khỏe bởi gặp hung tinh nên sẽ nảy sinh ra những chuyện ngoài ý muốn. Vận tình duyên của tuổi Canh Thìn có dấu hiệu đi xuống rõ ràng nhất. Người độc thân vừa khó thoát ế, vừa dễ bị tổn thương. Người đã có đôi thì lại có thể sẽ chia tay hoặc tình yêu bị tác động ngoại cảnh tiêu cực. Vận sức khỏe cũng vậy, nếu không phòng bệnh thật tốt thì bản mệnh sẽ phải thường xuyên lui tới bệnh viện. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Canh Thìn sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Canh Thìn qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tuổi Thìn sinh năm 2000, năm Tân Sửu, về mặt sự nghiệp sẽ phải cạnh tranh, quan hệ với bạn bè hoặc đồng nghiệp không phù hợp, dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Thậm chí trong năm mới, tuổi Canh Thìn còn thường xuyên gặp phải kẻ tiểu nhân, bị đối thủ cạnh tranh quấy nhiễu, gây rối. Cho nên bản mệnh sẽ bị đẩy vào thế bị động, có thể vì nóng tính mà xảy ra tranh cãi thị phi với đồng nghiệp. Bởi vậy mà việc học tập tương đối bị động, khó phát triển lên được. Hơn nữa, mối quan hệ với lãnh đạo, quản lý hoặc thầy cô cũng bị kém đi nhiều. Tuổi Canh Thìn đa số là đang đi học đại học, nhưng chắc chắn cũng không ít người đã bắt đầu khởi nghiệp hoặc đi làm. Đối với độ tuổi này, cần học hỏi thêm nhiều kỹ năng giao tiếp xã hội. Để công việc được thuận lợi, bạn nên kiên định khẳng khái, không nên tắt mắt, gian dối trong công việc hoặc có tâm lý lười biếng ỷ lại. Nếu làm việc với đồng nghiệp thì nên tránh kéo bè kết phái, nói xấu sau lưng người khác. Nếu không sẽ gây thù, chuốc oán, bị kẻ khác đả kích hoặc trả thù. Do trong năm vạ phải phá thái tuế nên sự nghiệp trong năm 2021 không phát triển là bao, luôn gặp phải khó khăn. Để có thể hóa giải, tuổi Canh Thìn hãy đeo thêm pháp khí là bát bảo tâm kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang bát bảo tâm kinh theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Canh Thìn. Về mặt tài lộc, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có tài vận không tốt. Người này gặp thái tuế, sinh kiếp tài, lại phạm tương phá, vừa dễ thất thoát tiền, vừa gặp ít cơ hội để kiếm được tiền. Một phần là do quan hệ xã giao quá kém. Người này có thể vì bạn bè mà gặp xui xẻo, bị liên lụy hoặc do suy nghĩ không thấu đáo. Vận tiền bạc của người này trong năm mới chịu ảnh hưởng của phá thái tuế. Hơn nữa, do mới đi làm nên thu nhập bình thường, nhưng chi tiêu thì tăng vọt. Những chi phí lặt vặt như ăn, mặc, nhà cửa, đi lại, giá thành mọi thứ càng tăng thì chi tiêu càng nhiều. Bạn cần kiềm chế tối đa ham muốn mua sắm, không nên tiêu quá hạn mức cần thiết. Nếu không, tiền bạc sẽ trở thành gánh nặng khó chịu. Trong khoảng thời gian này, bạn nên chăm chỉ tiết kiệm. Còn với người đang đi học thì vận thế khá kém cỏi, tích trữ không được nhiều, nên tránh đầu tư nhiều bất lợi. Nếu thiếu tiền tiêu vặt, tuổi Canh Thìn nên vay chỗ bạn bè tốt, chứ không nên vay mượn tiền qua mạng hoặc qua các trò lừa đảo, nếu không sẽ dễ dàng sập bẫy. Đặc biệt, khi ra ngoài cũng cần phải chú ý giữ gìn đồ đạc cá nhân, không nên vứt bừa bãi để tránh trộm cắp. Trong năm 2021, tuổi Canh Thìn có thu nhập lương bổng thấp và sẽ bị thất thoát tiền do phạm phải thái tuế. Để có thể hóa giải những vấn đề, thầy Gia Cát khuyên tuổi Canh Thìn nên sử dụng thêm pháp khí là bát bảo tâm kinh. Khi mang pháp khí này bên mình hàng ngày sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Canh Thìn. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Về mặt tình cảm, năm nay không có sao tốt chiếu mệnh, lại phạm phá thái tuế nên tuổi Thìn sẽ nảy sinh mâu thuẫn, điều tiếng qua lại với đối phương. Bởi người này quá cố chấp, lại ăn nói không giữ miệng hoặc do quá ích kỷ mà khiến cho người khác phái không có hào cảm. Tuổi Canh Thìn nam mạng chịu ảnh hưởng của phá thái tuế nên thường xuyên khắc khẩu với người khác. Sao đào hoa xuất hiện phần nhiều nhưng chất lượng thì không tốt. Nếu người này không phân rõ chuyện công tư thì sẽ kéo toàn bộ vận thế đi xuống. Khi xử lý các vấn đề tình cảm thì nên dùng lý trí, đừng một lúc bắt cá nhiều tay thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Với những người đã có người yêu, nam mạng tuổi này không hòa hợp được, thời gian bên nhau vui vẻ thì ít mà hụt hạc nhau thì nhiều. Bởi vậy, bạn nên xem lại kỹ càng các mối quan hệ, nếu cảm thấy tương lai không có kết quả thì nên chia tay cho thỏa đáng. Còn đối với tuổi Canh Thìn 2000 nữ mạng có vận tình duyên khá xấu. Người độc thân lẻ loi một mình, nhưng nếu có thể tập trung vào sự nghiệp thì cũng có thể xem đây là chuyện tốt. Nếu vận sự nghiệp vượng hơn thì đào hoa cũng theo đó mà tới. Người đã có người yêu thì có khả năng vừa chia tay chìm trong đau khổ suốt một thời gian dài, mất đi niềm tin vào tương lai. Bạn cần phải mất một khoảng thời gian khá mới có thể thoát khỏi bóng ma thất tình này. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về sức khỏe, tuổi Thìn và Thái Tuế năm 2021 đều là mệnh thổ. Thổ quá vượng khiến mộc bị tổn thương. Con giáp này cần đề phòng cơ thể bị va chạm xây sát, mắc bệnh tật hoặc tai họa ngầm. Nên tránh can dự việc người khác hoặc không kiềm chế bản thân dẫn đến xung đột tay chân. Có thể nói, vận sức khỏe của tuổi 2000 Canh Thìn năm nay rất xấu. Tài ương ngoài ý muốn có xác suất xảy ra khá cao, có thể sẽ phải lui tới bệnh viện nhiều lần. Đi ra đường cần chú ý giao thông, ở nhà phải cẩn thận các nguồn điện. Việc ăn uống cũng nên tránh rượu chè quá độ, làm việc đừng nên quá sức. Khi cơ thể báo động thì cần đi bệnh viện ngay, không nên sợ thầy mà giấu bệnh. Tốt nhất trong năm mới nên tiến hành nghỉ ngơi, làm việc điều độ, khoa học thì tốt hơn. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan và đừng cậy mình còn trẻ mà lơ là, bởi những vận hạn sẽ ập đến những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.